Bắt tròn cảnh Harry Won diện áo. Hai giây trẻ nãi khoe cần vòng một tràn đầy gây nhức nhối. Mới đây trên fanpage cá nhân Harry Won đã đăng tải loạt ảnh mới bên cạnh bản thân và nhận được sự quan tâm từ phía khán giả. Theo đó, bà xã Trấn Thành diện một chiếc váy hai dây mỏng tanh, bó sát thiết kế, cắt xẻ ngay vòng một. Chúc cô nàng khoe được body của mình trước ống kính. Có thể thấy dù đã U40 nhưng Harry Won vẫn sở hữu vóc dáng thon thả và nhan sắc trẻ trung. Bà xã Trấn Thành thường xuyên lựa chọn trang phục đơn giản nhưng mang cá tính riêng, giúp cô nàng nổi bật trước đám đông hay bên cạnh hội bạn bè. Dù chỉ đi chơi nhưng Harry Won vẫn rất chăm chút đến ngoại hình hay vẻ bề ngoài vì người nổi tiếng. Ngoài body quyến rũ, Harry Won còn gây chú ý bởi nhan sắc càng ngày càng xinh đẹp và không có dấu hiệu lão hóa. Cô nàng sở hữu làn da căng bóng, chuẩn hàn và màu da trắng nõn khiến nhan sắc Harry Won nhiều khán giả không khớt lời khen ngợi cho nữ ca sĩ. Harry Won gây sốc diện áo 2 giây. Hờ hững khoe vòng một tràn đầy, không thua kém Lan Ngọc. Harry Won là cái tên không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình. Cô đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, MV, sở hữu gương mặt sáng cùng giọng nói đặc trưng. Harry Won khiến nhiều người ghi nhớ bởi tính cách hài hước, vui nhộn. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc giữa cô và Trấn Thành cũng được nhiều người quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân của Harry Won đã gây nhung nhớ khi đăng tải đoạn clip ngắn. Trong đó Harry Won làm cử chỉ dễ thương và nói I love you, kèm với đó cô nàng đung đưa theo nhịp điệu. Chỉ vòn vẹn vài giây nhưng nữ ca sĩ lại gây nhung nhớ cho biết bao khán giả và người hâm mộ. Ngoài ra, nhan sắc cùng bộ quần áo của Harry Won đang mặc trở thành tâm điểm chú ý. Theo đó, Harry Won diện bộ trang phục 2 giây hờ hững, cô nàng khéo léo khoe vòng một nõn nà của mình trước ống kính, sở hữu thân hình không quá quyến rũ nhưng Harry Won vẫn được đánh giá cao về nhan sắc trong dàn mỹ nữ của showbiz Việt. Bên cạnh đó, bà xã của Trấn Thành còn là một làn da trắng mịn màng, có thể nói là vượt mặt Ngọc Trinh và nhiều chị em khác trong giới. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng Harry Won vẫn giữ được nét thanh xuân trên khuôn mặt mình. Bên dưới bài đăng, khán giả bỡ ngỡ lời khen dành cho nữ ca sĩ cùng nhan sắc có chồng như trẻ con xinh quá. Đúng, bà xã Trấn Thành xinh, chúc hai vợ chồng và gia đình luôn mạnh khỏe, bà đẹp. Còn lầy nữa, bà dễ thương, xinh đẹp đáng yêu của anh xin. Thời gian gần đây, Harry Won và Trấn Thành vẫn chăm làm việc và hoạt động nghệ thuật. Cả hai cùng xuất hiện với vai trò của chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa 2. Tại chương trình, Trấn Thành và Harry Won đều đang phát huy vai trò tốt của mình. Bên cạnh, khán giả cũng liên tục được những trận cười xả láng khi Trấn Thành trêu chọc Harry Won và ngược lại. Có thể thấy tình cảm của vợ chồng Trấn Thành vẫn vô cùng mặn nồng và hạnh phúc. Dù đã về chung nhà với nhau được một thời gian, tuy nhiên khán giả cũng mong hai nghệ sĩ sớm có tin vui và đón thêm thành viên mới về với gia đình trong thời gian không xa. Trấn Thành và Harry Won có thể coi là cặp vợ chồng hot nhất nhì làng giải trí Việt. Cả hai đều có sự nghiệp riêng và thành công trên con đường đã chọn. Trở lại sau những ồn ào, Trấn Thành càng phát triển mạnh mẽ hơn và đón nhận nhiều tình cảm từ khán giả khi được Minh Oan chuyển tiền từ thiện. Trấn Thành, Harry Won, nếu trời thương sẽ cho mình có con ở một dịp thích hợp. Trước thắc mắc về chuyện của con, cặp đôi Trấn Thành và Harry Won cho rằng cả hai vẫn còn trẻ nên muốn dành thời gian cho nhau. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn luôn suy nghĩ về trách nhiệm của một người phụ nữ đã kết hôn. Trấn Thành và Harry Won cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm cũng như dành cho đối phương những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ ghen tị. Trong khi Harry Won diện đầm xanh, lệch vai ôm sát cơ thể và tạo điểm nhấn bằng một chiếc nhẫn kim cương, thì Trấn Thành vẫn trung thành với thiết kế vest lịch lãm. Anh gây ấn tượng với chiếc đồng hồ hiển thị. Cả hai diện trang phục ra màu xanh đồng điệu và có mặt ở hậu trường sự kiện từ sớm. Trên sân khấu, Trấn Thành khiến khán giả bật cười khi cả khịa Harry Won về việc phát âm tiếng Việt không chuẩn. Một số fan của cặp đôi tại sự kiện
đùa rằng đây là màn đáp trả của Nam Nam Chi sau khi bị vợ trêu chọc là mít ướt trong chương trình Trắc Việt. Sau đó Nam Nam Chi lên tiếng giải thích bản thân dễ xúc động, không chiều sâu và khẳng định đó là con người thật của anh. Trên hành trình 4 năm bên nhau, Trấn Thành và Harry Won từng trải qua không ít sóng gió cũng như hoài nghi của khán giả về tình cảm cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên giọng ca anh cứ đi đi và Trấn Thành dần chứng minh tình yêu của mình dành cho đối phương. Harry Won cho biết cuộc sống dù đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười và khẳng định niềm hạnh phúc lớn nhất của cô hiện tại là gia đình. Harry Won cảm thấy may mắn khi lấy được một người chồng tâm lý, biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Chúng tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Bên anh Thành, cuộc sống của tôi đầy ắp tiếng cười, nữ ca sĩ chia sẻ. Trước thắc mắc về chuyện có con, cặp đôi cho biết cảm thấy vẫn còn trẻ, muốn dành thời gian cho nhau trước khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Dù vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để dung hòa giữa sở thích của bản thân và trách nhiệm của một người phụ nữ đã kết hôn. Harry Won tâm sự. Trấn Thành cũng đồng ý với quan điểm của Harry Won rằng khi quyết định có em bé, đứa con sinh ra phải thật sự khỏe mạnh. Cả hai hy vọng nếu trời thương sẽ cho mình có con ở một dịp thích hợp, lúc vợ chồng có thể sẵn sàng để lo cho con có một cuộc sống tốt đẹp. Trước đó giọng ca Hương Đêm Bay Xa từng bật khóc khi trải lòng về căn bệnh ung thư cổ tử cung có thể khiến cô không thể sinh con. Tôi bị ung thư cổ tử cung phải mổ lần hai. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi, nhưng mới đây tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới từ tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngăn quá, nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh. Harry Won tâm sự trong nước mắt. Nữ ca sĩ cho biết cô hiếm khi chia sẻ những chuyện không hay của bản thân, đặc biệt là việc liên quan đến bệnh tình, vì người thân lo sợ. Đến khi nói ra được, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn và nhận được sự đồng cảm ủng hộ của ông xã và gia đình.